Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland, và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264, để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Vilan xin kính chào quý khán thính giả. Trên bàn của Vilan đang có hai sản phẩm của công ty Apogee. Thứ nhất là liposome bình thường quý vị rất quen thuộc, và thứ hai là liposome extra strength. Nếu cái làn da của quý vị bị hồng, bị khô, bị lão hóa, bị nhạy cảm thì thưa quý vị, liposome extra strength là sản phẩm mà quý vị cần phải có. Quý vị biết là nó có gấp 3 lần cái chất hyaluronic mà liposome bình thường có. Nhưng mà thưa quý vị, cái giá không gấp 3 lần, chỉ có 120 đồng mà thôi. Đừng quên là liposome dùng dưới make up sẽ giúp cho cái làn da của quý vị được mịn, ăn phấn và trông rất đẹp thưa quý vị. 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264. Ngày hôm nay đặc biệt liposome extra strength chỉ có 120 đồng. Nếu muốn tham khảo da miễn phí có 3 cách: gọi phone, chụp hình, gửi vào email drkimberly@kimberlyskin.net hoặc mặt đối mặt qua FaceTime hay Tango, gọi ngay. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình The Dr. Kimberly Show. Một lần nữa, ngày hôm nay là ngày chia sẻ với Phương. Cảm ơn Phương đã trở lại với chương trình. Phương từ Santa Ana, California, thưa quý vị. Cô ta đã chữa nám nhiều năm với những loại kem khác. Và hôm nay Phương sẽ chia sẻ với chúng ta về phương pháp Apogee. Phương, chị biết là làn da của em đã bị bào mòn. Yeah. Qua những gì em dùng trước đây, trước khi em đến, rồi em nghe chương trình, em xem chương trình của chị, rồi em đã quyết định đến để cho làn da của em một cơ hội nữa. Yeah. Rồi tâm trạng của em lúc đó thì chị biết là em đã chia sẻ là em rất là buồn, phải không? Thì bây giờ chị muốn biết là khi em đến, rồi em được biết về phương pháp Apogee, bây giờ em đã dùng qua một thời gian rồi, cho chị biết là em có cái feeling, có cái cảm giác là những cái sản phẩm này của Apogee nó khác với những sản phẩm trước đây em đã xài không? Mà tại sao? Dạ. Sau khi em thử cái sản phẩm của bác sĩ thì em thấy rất là happy. Tại vì nó làm cho cái da của em nó mịn hơn, nó căng và nó sáng. Và chị, dạ, hôm nay chị gặp em đó, sau một thời gian, có thể nói là ngay lúc đầu thì chị cũng thấy em rất là buồn. Dạ. Chị biết rằng... tại cái này cái chuyên môn của chị, thành ra người nào chị cũng nói là chị cũng quyết tâm, chứ không phải là chị thấy em buồn mà chị quyết tâm chị giúp em. Nhưng mà chị cũng mong là em theo chương trình của chị và dùng qua Apogee, thì bây giờ làn da của em đã được thành công như vậy, thì nhờ Apogee thì chị muốn hỏi đây, là chắc chắn quý khán thính giả của chúng ta cũng muốn biết, yeah, yeah, là những sản phẩm của em đã dùng qua, em cho chị biết là cái nào em thích và tại sao em thích. Em thích cái Lipsum Serum, nó làm cho cái da của mình nó căng, nó mịn. Uh-huh. Dạ, rồi nó sáng ra. Em biết không, cái Lipsum Serum á, thì nó có thể là cái đôi khi khách của chị không biết những cái sản phẩm này có gì trong đó. Yeah. Nhưng mà vì họ đã đặt cái niềm tin trên chị. Qua 25 năm nghiên cứu và bào chế, bộ này là bộ dành riêng cho người Việt Nam. Dĩ nhiên, người Đại Hàn cũng có thể dùng cá, người Nhật cũng có thể dùng cá, người, yeah, Mỹ trắng cũng có thể dùng cá, nhưng mà mình không nên dùng cá của bất cứ người nào nhé. Yes. Thành ra khi em dùng qua đó, em biết là dù chị không nói với em trong đó nó có cái gì, nhưng mà em đã đặt niềm tin. Yeah. Và khi đã em đã đặt niềm tin rồi đó, em dùng cái liposome thì em feel có cảm giác là nó căng, nó, em mới nói cái gì, nó sáng mịn ra. Nó, yeah, mịn. Nhưng mà em biết là trong đó cái chất hyaluronic là cái chất mà nó đi thẳng xuống tế bào, nó làm cho, yeah, em căng tận gốc. Mà khi em nói là làn da em bị bào mòn, là làn da nó khô, dù em là da nhờn, nhưng mà em vừa nhờn mà vừa khô, đó là đặc tính của làn da đã bị bào mòn. Yeah. Khi em dùng cái đó là em thấy nó hút vô trong, nó đâu có nằm ở ngoài, phải không? Dạ đúng rồi ạ. Đó. Rồi cái lúc đó thì em feel là cái làn da của em nó bớt khô, nó bớt rát, nó bớt ngứa không? Dạ. Yeah. Đấy, nó mịn ra, nó không có bị ngứa, nó không bị khô nữa. Good.
Rồi, đó thì em thấy là cái liposome là cái nó làm ở trong da. Rồi ngoài ra, những cái gì em yêu thích nữa em? À, đồng thời em thích cái whitening cream. Nó để sức lên cái chỗ nám, nó làm cho cái chỗ nám nó trắng ra. Đúng rồi, nó đi đôi với cái whitening gel. Cái cooling whitening gel, hai cái này chung với nhau. Yes, em quá thì nó làm cho cái da của em nó trắng ra. Nhưng mà chị hỏi em, trắng ấy, thì ai cũng ham. Nhưng mà em đã học cái bài học rồi, em làm trắng bằng nhiều cách phải không? Chị nghĩ rằng em có rất nhiều kinh nghiệm về da. Có nhiều khi á, mình thấy khán thính giả này, khách của chị đến họ rất nhiều kinh nghiệm về da. Chị thích cái ngữ kinh nghiệm như em á. Chị thích lắm. Tại sao? Tại vì em đã trải qua, có thể nói em đã bị vấp và em đã dùng qua những cái sản phẩm mà, tại vì mình rút kinh nghiệm á, mình đã nói rút kinh nghiệm là mình đã been there done that, làm hết rồi. Mình mới lúc đó mình mới tin, phải không? Mà khi em dùng OBG hay em dùng những cái sản phẩm sau đó đó, em có thấy cái sản phẩm này á, nó khác ở chỗ là nó không có lột, phải không? Dạ, nó không có lột mà nó từ từ nó trắng nó ra. Từ từ. Mà nó chắc chắn là nó không trôi theo, nó không phải nó lột âm thầm nữa. Nó cũng không trôi theo nước. Nhiều sản phẩm mình không thấy nó lột, nhưng mà khi mình dùng một thời gian ấy, mình có cái cảm giác là nó hơi rác. Mà khi nó rác nghĩa là nó âm thầm nó lột rồi, cái làn da đó nó trôi theo nước. Mà khi nó trôi theo nước nghĩa là mình, mà khi nó rác nghĩa là nó lột cái da non. Em có cảm giác là khi em dùng hai cái này nó, cái da của em nó rác không? Dạ thưa không. Okay. Em thấy nó cũng bình thường, nhưng mà thấy nó mờ, khác rồi, nó mờ cái vết nám đi thôi. Từ từ nó mờ, chị có nói là em phải có thời giờ với nó, em phải cho nó time, phải có thời gian. Rồi, ngoài cái đó ra thì có cái gì nữa? Ngoài em? Đó ra, sau khi xài những cái này, trước khi em đi ra đường thì em phải xài cái, em thích nhất là cái Heat Reflector với lại cái Sun Protection. Tại sao em thích? Tại vì khi mà sức nó lên, nó không có làm cho cái da mình nó bị oi. Mà nó không có bị trắng nữa. Cái đó là cái em thích nhất. Tại vì em đã từng xài những cái sunblock khác, nhưng mà nó khi bỏ lên lúc nào nó cũng bị oi hết. Nó làm cho mình không có thoải mái, chịu không? Mình muốn cho cái làn da mình nó ẩm. Tại vì cái làn da mà bị mòn á, cái da nó không có được ẩm. Nhưng mà mình không muốn chất dầu, mình không có muốn da bị oi, phải không? Dạ đúng. Cái chất dầu thì nó cũng làm cho mình có cảm giác hơi khó chịu. Nhiều chất dầu thì quý vị biết là mình bị mụn. Nhưng mà cái sản phẩm này á, nó có cái loại chống nắng là cho da khô, còn cái loại oil free là cho da dầu. Thì là da em là cần cái loại oil free. Rồi ngoài ra em có thấy cái gì khác biệt với những cái công ty khác không? Có thấy cái heat, có công ty nào có cái heat không? Dạ không, em chưa thấy. Cái heat nghĩa là cái chống dội hơi nóng lại. Yeah. Mà tại sao em nghĩ là mình cần cái heat? Tại vì nhiều cái event mình không có đi ra đường, mình ở trong nhà, mình nấu bếp đồ nó mình cũng bị. Cái hơi nóng nó cũng làm cho mình bị nám. Đúng vậy. Thì thưa quý vị, khi làn da của mình đã bị bào mòn, làn da rất là dễ gọi là bị sensitive, nghĩa là nhạy cảm. Một chút xíu hơi nóng thì nó bằng gọi là gấp mấy ngàn lần, phải không, của cái làn da mà bình thường. Làn da của mình không có được bình thường, thành ra mình muốn giúp nó bằng cách mình dội lại hơi nóng. Mà chỉ có công ty Apogee mới có cái heat reflector chống hơi nóng và chống hóa chất. Rồi bây giờ thì chị thấy em vui hơn hồi bữa khá nhiều. Và bây giờ đó thưa quý vị, là mình nghĩ rằng Phương á, chị thấy hôm nay Phương dress rất là đẹp. Và tinh thần cũng phấn khởi hơn, phải không em? Dạ đúng rồi bác sĩ. Chị feel giống như là em ready để em đi dancing. Có phải không? Yes. Vậy chị thấy vậy chị mừng. Cảm ơn em rất nhiều đã Ơn bác sĩ đã giúp em chữa trị làn da. Nhưng không có chi Phương. Và chị mong rằng nhiều quý vị như Phương, nếu mà ở trong cái tình trạng như vậy thì nên gọi chúng tôi để tham khảo. Rất tiếc chúng ta đã hết giờ. Và chị cảm ơn Phương một lần nữa nha, đã lên chương trình. Cảm ơn bác sĩ. Và chị sẽ mời Phương trở lại, tại vì chúng ta chưa hết đề tài đâu. Cảm ơn Phương rất nhiều đã lên chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay rất tiếc chúng ta đã hết giờ. Xin hẹn gặp lại trong chương trình 2. Và Kimberly sẽ mời Phương trở lại để nói về dưỡng da và nói về tại sao chúng ta cần phải nuôi dưỡng làn da với bộ Apogee được bào chế cho làn da của người Việt Nam. Và mình không nên dùng ké những sản phẩm của Đại Hàn hoặc là của Nhật. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại trong kỳ 2. Cảm ơn quý vị.
Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland, và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264, để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Ngày hôm nay trên bàn của Vivlan có hai sản phẩm thưa quý vị. Một bên là cấu tạo da. Nếu quý vị có một cái làn da bị khô một cách bất bình thường, quý vị bị rát, quý vị bị nóng hừng hực, thì đó là cái làn da của quý vị bị bệnh. Quý vị nên mua bộ cấu tạo da của công ty Apogee với cái giá 295 đồng. Ngày hôm nay quý vị sẽ được tặng 3 món quà. Đó là một cái peel off mask, một cây son gió, cũng như là cái concealer rất đẹp. Và sản phẩm mới của công ty Apogee, một cái line gọi là Forever Young của công ty Apogee, bộ tái tạo da. Nếu quý vị không có một cái làn da bệnh nhưng mà quý vị muốn làn da của quý vị đẹp, được trắng, ăn phấn, thì thưa quý vị, bộ tái tạo da 195 đồng gồm có một chai nước toner, một chai nước rửa mặt, một cái hũ kem để giúp cho cái làn da của quý vị được trắng và một hũ kem giúp cho chống nhăn, chống lão hóa. 195 đồng mà thôi sẽ được tặng 3 món quà. Xin quý vị đừng chần chờ, 1888 đẹp sang, tức 1888 337 7264. Justin được làm việc và dạy nhảy cho rất nhiều các em nhỏ. Một điều mà Justin thấy quý nhất mà đem tới thành công cho mấy các em là sự tự tin. Nếu quý vị và con em có mụn ở bất cứ tuổi nào, quý vị hãy tìm mua Apogee Clear Skin. Bí quyết thành công của Justin. Hãy gọi ngay hôm nay để mua phương pháp Apogee, 3 món giá trị 90 đồng. 100 người đầu tiên sẽ được tặng một máy facial làm sạch da và một hũ Ocean mất mát. Gọi ngay 1888 337 7264.